thì đi cho mình. Con em của em ngồi trước mà, nhưng mà nó thiêu đèn giỏi lắm, nó thiêu cả ngày cả đêm luôn. Đó, rồi đó, mà để yên ngoài nhà mày nha. Tao thấy phải thấy cái hình mới được á. Tao quay mày đâu mày trốn. Chó luôn. Thế con gì vậy? Con gì vậy? Nó đang theo một người theo tranh về cha mẹ. Nó đang theo tranh về cha mẹ. Mọi người biết em đứng cái cạnh này là như thế nào không mọi người? Đó, không thân em vô đó mọi người. Cái cạnh đẹp đó.
Khi nào nó theo xong thì em sẽ cho mọi người xem. Đi vô trong chơi đi. Lọt trong đó rồi. Cái trong cái gạch đó chờ đâu. Có nhà tôi không? Không có gì. Tuột ra chứ. Thank you.
Về đi ngủ hả? Gì cả. Thank you.
Cái về đứng về làm sao mà giờ ra thấy mắt trời vậy? Không cái băng. Tại sao? Nó bị băng hả? Sắc xanh nô rồi. Dạo bây giờ mà cứ nói mua giải này, cái cũ bán 12.000 đồng mà cứ mới em giờ em bông nó ra, cái cũ nó dính nó không vơ, nó dính lẹ cho em. Em làm gì? Thì đó là anh nói chứ ai. Thì anh tiếng Việt của anh nói ra mua lưới cũ nó mới. Thì đó, mình nghĩ là lưới cũ nó rẻ hơn 5-6 ngàn đó. Mình nghĩ là nó tốt hơn, nhưng mà suy nghĩ lại lưới cũ thì mình nó dở lên rồi, lưới nó không quên, nó đâm nó lên. Rồi cái lưới mới ra. Để lưới cũ á, nó bị bung cái lớp này, đánh xét rồi. Sách để mua sách Kindle nè. Mẹ ơi. Sách nè. Sách Kindle mà. Dạ, ngồi yên mẹ. Sách Kindle này mà anh làm trong nhà nó không bị gì đâu mà. Thank you.
làm chi? Nó theo cái tranh này chắc khoảng chừng tháng 30 ngày nha mọi người. 30 ngày chị em sẽ để cái máy này cho mọi người. Nó theo xong, nó tắt nha mọi người. Đó.
dơ kìa. Ngồi đây. Chặn nó, chặn nó. Chị nhìn dơ không? Cây nhẹ quá, cây nó có một thằng.
nó là con cá mình bay được. Ngồi lên thì mẹ đút cho mắt mới dừng xuống. Nó bán gì có 10.000 cây mấy mà. Đây là quá trình mình tầm một cái chim thôi mà mình trả ở lưng trái luôn. Cái này móc nó sạch nè. Chị nên là mình sẽ kêu nó bành cái tanh ra. Đẹp lắm. Sạch chưa? Cái mũi nó sạch rồi chứ. Nuốt đi. Nó dơ. Dơ xin gớm. Sạch chưa? Nuốt đi. Có té. Thank you.
Mới giờ mà sao nghe. Tay này dơ đây nè. Thủ tay đi. Cửa nào? Cửa phòng nữa. Anh lấy cái gì anh tắm lại không công su nữa ấy nữa. Gói cả đó mẹ. Không phải gió được. Gió đây nè. Gió đây mình sẽ phải ở đây chứ không phải gió được. Cái này em đâu có cái gói chở nó.
cái đó. Có tê. Người cái lá nhỏ đang còn lúi. Rồi, con vô chơi đi. Cái gì? Không có nhặt ra mà. Anh không? Ah!
bà cô nha con. Bye bye, tạm biệt mọi người nha. Bye bye.